Đẹp Bán Vị Đào của nhà Nguyễn Huỳnh Như chính thức từ giờ mua một đẹp dáng vị đào sẽ có kèm một thẻ cào may mắn trúng thưởng. Đã chưa mọi người ơi? Bữa giờ khách hàng mua đẹp dáng vị đào của nhà em trúng thưởng hơi bị nhiều đó nha. Trúng gì rồi mấy đứa? Trúng gì rồi? Đây đây đây, mấy đứa có gửi vô tin nhắn cho chế coi không? Rồi đưa cái điện thoại, đưa cái điện thoại ốp ra, có gửi vô tin nhắn thoại đúng không? Bữa giờ là khách hàng bên em là chúng, để em coi coi. Trong cái thẻ cào này là chúng rất là nhiều nha mấy anh chị nha. Chúng đâu coi coi. 5 chỉ vàng 24K, một lượng vàng 24K, laptop iPhone 15 Pro Max, xe SH, xe điện trị giá 20 triệu, xe Vision, chúng rất là nhiều quà. Thẻ cào là từ 50.000, 100.000 đồng. Rồi tiền mặt là 200.000, 500.000, 1 triệu đồng. Khách hàng bữa giờ mua đẹp dáng vị đào của nhà em đổi quà quá nhiều luôn. Chị đã nhận được thẻ 50K rồi nha. Thank you em. Dạ bên em nhận được 100.000 của bên công ty Nguyễn Huỳnh Như rồi nha chị. Mình đã nhận được 1 triệu của bên công ty rồi nha. Cảm ơn. Ok, mua một bộ đẹp dáng có 480.000 mà trúng cái thẻ tới 1 triệu, tính ra là lời nha mọi người. Lời thêm được là 420.000, quá dữ. Mình đã nhận được 1 triệu tiền mặt trúng thưởng khi mua trà đào ở bên công ty Đông Anh. Chị đã nhận 1 triệu rồi nha em.